Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh RDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Property, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án One of Asura. Tham gia dự án hôm nay thì bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start ở chatbot. Tiếp theo chúng ta nút draw rope. Các bạn lần lượt làm cái nhiệm vụ là cho group Terra này. Mở Twitter ra, Discord, Instagram, chúng ta có thể do vào kênh liên kết Aropstan, rồi mở Twitter của Aropstan ra, ta follow Twitter này, copy name của dự án One of Astra, này chọn Close Tweet, thì username vào nút tweet vào bài pin tweet này. Join kênh Discord này. Code bị full các bạn chờ chút mình thoát bớt một số kênh nhé. Rồi ta vào set invite. Join code này. Rồi Ferrari chúng ta vào agree. Tiếp theo chúng ta follow trên Robstan, chúng ta tìm đến dự án này, gửi bài phía trước là Prodit này, mở profile ra, chúng ta lát nữa chúng ta sẽ khai báo thông tin, các bạn nút đăng ký. Đây nó hỏi là camera, chúng ta chọn hình một cái máy chụp này, điền email này. Tiếp theo chúng ta điền phần địa chỉ ví, ví các bạn dùng ví ETH ở trên Chainlink hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó quay trở lại cam kết vào. Twitter link, chúng ta copy phần profile link và paste phần profile link Twitter phía dưới đây. Retweet link các bạn chọn tweet ID, chọn phần thời gian bài đăng. Sao chép phần link, chọn paste đây. Chọn hover cho. Discord, chúng ta copy phần username Discord và paste đây. Chọn hover cho Instagram, chúng ta ấn vào avatar, ấn vào phần profile, copy phần profile name và ta paste đây. Chọn hover cho, chọn hover cho. Cuối cùng các bạn sẽ join một trong ba group này, thì mình đã join group thứ ba nhé. Ta chọn đôi, ta chỉnh ký. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án World of Asura. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn những video tiếp theo.